Xót xa người bà quốc dân, 67 năm đóng phim không nghỉ nuôi ba con, tuổi 86 vẫn cống hiến để chăm cháu bị bại liệt. Kim Jong-ok sinh năm 1938, được khán giả trìu mến gọi là người bà quốc dân. Sau hơn 60 năm miệt mài lao động nghệ thuật, bà nổi tiếng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ gia tài diễn xuất đồ sộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống vất vả, nhiều nỗi lo đằng sau ống kính. Theo Kim Jong-ok, bà đã làm việc chăm chỉ trong 67 năm để nuôi ba người con. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 86, người bà quốc dân vẫn không dám nghỉ ngơi, giảm khối lượng công việc để an hưởng tuổi già. Dù kết thúc công việc ở phim trường nhưng về đến nhà tôi chưa kịp thay quần áo, đã phải tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Thấy tôi vất vả, chồng từng khuyên tôi bỏ việc, nhưng tôi không đồng ý vì không muốn chồng có thêm gánh nặng kinh tế. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể ngồi yên dù chỉ một giây khi ở nhà. Sau đó, Kim Jong-ok tâm sự rằng bà đã chăm sóc cháu trai ốm yếu, bị liệt thân dưới trong 8 năm qua do tai nạn giao thông. Chăm sóc một người bị bệnh ở tuổi 86 mệt lắm. Nhưng khi nghe cháu nói rằng món ăn bà nấu là ngon nhất, tôi lại xúc động và tiếp tục đi nấu nướng, hỗ trợ các con chăm cháu, người bà quốc dân chia sẻ. Nguyện vọng của bà là được kết thúc cuộc đời ở nhà và hy vọng không phải nhìn thấy con cháu rời khỏi thế giới trước mình. Tôi muốn được ra đi trong vòng tay con cháu. Tôi cũng cảm thấy đau khổ, trống rỗng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi hy vọng mình không phải trải qua tình cảnh đau đớn như vậy.